bỏ một hạt tiêu. Một hạt tiêu này á thì để cho nó thấm bụng, còn hạt muối mình tùy theo khẩu vị của mình ăn đậm vị hay mình bỏ thêm nhạt, mặt muối. Bỏ thêm. Cái này em sẽ ăn ớt một lần luôn. Có ớt luôn quý vị nha, nguyên chất. Dạ. Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Dạ Trung xin chào cả nhà. Quang xin chào cả nhà. Xin chào tất cả các anh em trên mạng. Dạ thưa quý chú anh chị là Trung với Quang đây, thì hôm nay ghé cái quán này là quán gọi là Út Cân, để thưởng thức cái món đặc sản gỏi lá Tây Nguyên ở địa chỉ là số 45 Trần Cao Vân, thành phố Kon Tum. Thưa quý vị, chú anh Quang là người ở ngay tại thành phố Kon Tum. Hôm nay đến Kon Tum thì nhờ anh Quang có giới thiệu qua một cái quán mà ở đây thì cái mỗi lần tới thì anh Quang hay dắt khách vào đây, và Trung nghe một cái tên đâu đó là khá là thích thú, bởi vì là nghe nó là gỏi mà là gỏi lá rừng đúng không? Kính thưa các loại lá. Dạ kính thưa các loại lá đúng không? Rồi. Đó thì nó lộc lạ như vậy đó. Thì hôm nay mình lên tìm hiểu anh Quang ha. Rồi kính thưa các kẻ các bạn hãy ghé thăm quán và mình thưởng thức món ăn gỏi lá của Kon Tum. Dạ. À, anh Quang ơi, trên ở Kon Tum này là vùng miền núi á, thì ngoài cái gỏi lá này thì mình được biết là còn những cái gì khác không ở đây á? À, nó có đặc sản của Kon Tum, nó có là gà nướng ăn cơm lam, rồi mực gà bò một nắng ăn với muối kiến. À gì hả? Và đây là những cái thanh keo cao su nè, trồng 20-30 năm rồi, nó lên nu. Nó lên u nè. Đây là cây cao su à, cây cao su đó. Ốc bên cây cà phê. Cà phê hả? Cà phê. Ờ à, nó lên cái nu nu là như vậy là từ là tự nhiên của nó luôn ha, chứ không phải mình tự tạo hả? Ờ chào em. Em có thể giới thiệu em cho bà con được biết là em tên gì và như thế nào của chủ quán được không? Dạ, em tên là Duyên ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em là cháu của chủ quán ở tại đây, là quán Út Cưng, địa chỉ 45 Trần Cao Vân. À, cái quán mình là đã được thành lập từ khi nào vậy em? Dạ, hả? Quán của mình là trên 32 năm rồi anh. Wow. Dạ. Và là gốc gác đây luôn rồi. Dạ. 32 năm. Dạ. Hôm nay là Duyên trông khá là xinh mà em mặc một bộ đồ dân tộc á. Dạ. Thì em có thể cho biết đây là bộ đồ dân tộc gì được không? Dạ, đây là em cách tân rồi, đây là đồ của dân tộc Ba Na. Nhưng mà em cách tân theo cái sở thích của em. Dạ. Rồi nó chuyển như đó nó thành một cái người kinh đúng không? Dạ. Gần kiểu như online. Dạ. Cũng giống như là áo dài thì Việt Nam bây giờ cũng đã có áo dài cách tân đúng không? Dạ. Bộ đồ dân tộc Bana, và bộ đồ này thì nếu mà người ta muốn mua mặc thì ở đâu có em hả? Dạ, cái này là em mua của người đồng bào, họ dệt. Wow. Dệt bằng thổ cẩm anh. Dệt cái này là theo cái truyền thống của người ta. Còn nếu mà mình mua số đông thì mình ra ngoài, ở ngoài chợ họ vẫn có bán, xong rồi mình về mình theo sở thích của mình đặt may. Vậy là người dân tộc Ba Na cũng đã mặc những bộ đồ cách tân như vậy luôn hay sao? Dạ không, dân tộc Ba Na thì họ sẽ truyền thống hơn. Ví dụ có tay, có đồ theo sở thích thì mỗi người rồi có một sở thích riêng, họ sẽ làm khác nhau. Riêng em thì do cái tay mình đẹp cho nên thành làm hở tay đúng không? Yeah. Rồi bây giờ mình vô cái chính đây quý vị. Đây là cái món đại Duyên bên này. Duyên đứng bên này đi. Yeah. À, em qua đây. Đây là một mâm gọi lá. Mâm gọi lá rừng đúng không? Yeah. À, thì cái món chính thưa quý vị là mình đã nghe nhiều cái món thường là ta nói là món gọi cá trích, rồi món gọi đu đủ. À, rồi món gỏi cá này nọ, món mực gỏi cá mực nữa, và rất nhiều gỏi, nhưng mà gỏi lá thì bây giờ là mình mới nghe luôn. Dạ. Thì trong này Duyên có thể cho biết. Dạ. Cái này thì do là lá rừng thì nhiều hơn, thì em xem vào lá nhà nữa, như là lá cải nè, cái này lá rừng luôn, cái này là lá hồng ngọc, cái này chịu đau bụng. À khoan chậm cái. Hồng ngọc. Là lá hồng ngọc hả? Dạ, cái này chữa đau bụng. À, những người đau bụng thì có thể là ăn cái lá. Dạ, này vô mình làm sợ một trong ngại bụng thì mình ăn nhiều lá này vào. À, cái này là lá bứa rừng, nó chua chua, anh dùng thử đi.
Nó chua chua, nó có vị chua. Lá gì? Bứ rừng á? Bứa. Bứa rừng, bứa rừng. À. Hay nó chua chua đúng không? Đúng rồi, chua chua. Dạ. Này là lá ngặn ngặn màu đỏ. Nó có một loại màu xanh, một loại màu đỏ. Màu đỏ này thì không có lông, còn màu xanh thì nó có lông. Nó hơi lông lông, nó cũng hơi hơi giống như lá mơ, nhưng mà lá mơ thì nó to hơn. Còn lá này, hai này nó giống nhau, nhưng mà màu nó khác nhau. Lá này lá gì? Cái này là mơ lông mà. Lá mơ hả? Mơ dạ. Nhưng mà là mơ lông hả? Dạ. Khác nhau đây thưa quý vị, mơ mà có lông, ai gọi là mơ lông. Dạ. Mơ lại. Cái mơ của nó cũng đặc trưng lắm ạ. Cái đặc trưng là sao nè? Nó hơi hơi, nó ăn chung với lại thịt cầy à. À. Cái lá là cúng với thịt cầy đó anh. Ừ. Là lá mơ này quý vị. Dạ. Ta nói là cái mùi lá mơ nó giống. Bây giờ anh ăn thử đi. Lá thú địch. À đúng rồi đó. Người ta nói dân gian ở ngoài người ta thường nói là lá thú địch. À. Anh thì cái món thịt chó thì anh không có ăn. Dạ. Nhưng mà anh có nghe nói về cái lá mơ này thường hay gói cái này đó. Khi mà chưa mít cùng với lại thịt tôm ấy, thì nó ra một khác, mà chồng anh cuốn cùng với lá thì nó sẽ ra một khác, cái hương vị nó hòa hợp với nhau, nó không có còn nghe khó chịu gì. À. Dạ. Còn cái lá này là lấy gì? Cái này lá chua, ở bên em thường là hái chung rồi làm với lại là canh chua ạ. Dạ. Canh nấu, chua. Nấu cá hoặc là nấu với lại thịt thịt bò. À. Cũng bị chua nha. Dạ, nó cũng chua nhưng mà cái này nó khác, còn cái này nó khác. Hai cái nó khác nhau. Còn cái lá này giống. Cái này là lá sung à. Lá sung hả? Lá sung á anh. Lá cây sung á hả? Dạ đúng rồi. Là lá này nó mọc trong rừng hay sao, hay là bên ngoài vẫn có không? Dạ, bên ngoài cũng có, nhưng mà thường thường là đây là em nhờ người đi hái. Em phải thuê người đi hái trên rừng về. Ừ. Đây là nha, lá này. Nên là mỗi hôm là mỗi lá khác nhau, với lại tùy theo mùa là lá nó sẽ đầy đủ hơn anh. Lá này là lá sung mà thông thường ta nói mấy lá cây nó có cái vị thuốc trị bệnh á. Dạ đúng rồi, nó có mấy cái hạt. Mọi người tưởng cái đó không ăn được nhưng cái hạt đó là rất là tốt. Nó tốt cho tiêu hóa. Cái lá này ăn vô nó có chức năng gì trị bệnh không? Dạ cái hạt của nó là tốt cho tiêu hóa đó anh. Tốt tiêu hóa hả? Dạ. À lá sung cái hạt đó hả? Dạ đúng rồi. Còn cái lá thì nó trong cái lá. Chắc cái lá nó cũng có cái tác dụng thêm. Ấy là mấy cái lá này nè mà nó có cái hạt luôn trên cái lá luôn anh. Ấy là mọi người nghĩ là cái lá đó là hư nhưng mà đó là cái đó là nó trị bệnh. Bây giờ thì cái hôm thì em sẽ hái được cái lá đó, bữa nay không có. Dạ. Yeah. Cái này lọc vừng. Lọc vừng hả? Lọc lá mật gấu thì nó đắng, thì em không bỏ về điều này. Nhưng mà mật gấu thì rất là tốt. Này lọc vừng ạ. Ờ. Không. Cái lá có vị chát nè. Dạ. À. Có một loại trăm nó cũng chát nhưng mà hôm nay em không hái được. Ừ. Lá trăm á hả? Dạ. Là bình thường có lá trăm nữa. Dạ, có cái quả trăm màu tím tím á anh, ở trên rừng á. Đây là bằng lăng đúng không em ha? Dạ không, cái này là đinh lăng. À bên đinh lăng. Dạ. Cái đinh lăng này thì mình thấy là bà con mình vùng đồng bằng cũng có dùng ăn. Dạ, cái này tốt, nó an thần, dạ. Giúp mình ngủ được, ăn được. Ừ. Đúng rồi, vậy em hướng dẫn họ cách thức ăn đi. Dạ, cái này là mình sẽ dùng lá to bên ngoài, lá nhỏ bên trong. Thông thường là em sẽ lấy một lá cải, xong rồi đến lá mơ, nói chung là mình làm lá lóc và lá to. Đây. Xong rồi em lấy mỗi thứ lá, em lấy một ít mà em lấy cái phần non thôi. Thật sự mâm lá nó nhiều, nhưng mình là chỉ lấy phần non thôi. Đây. Mỗi thứ lá. Ta như nhìn kỹ nha, cách của xong rồi xếp chồng Duyên. Như nhau như cái rễ quạt. Ồ. Dạ. Đó, như thế này, chậm nữa em quấn thì thành một bông hoa. Người sắp lá cây là, ta nói là sắp này là một nghệ thuật nha. Dạ. Mọi người mà làm sắp lá này sẽ là một nghệ sĩ. Quá khen nè. Tại người làm nghệ thuật là nghệ sĩ. Dạ. Mỗi lần mình mít một loại lá nó sẽ ra một mũi khác. Ồ vậy hả? Dạ. Mình không nghĩ là khi mà thưởng thức một món ăn lá thì phải sắp xếp như thế này. Nó nhiều em cái. Em một cái vòng ngoài, xong dạ. Em vô vòng thứ hai. Ủa anh quang ra một cái hình hình gì vậy? Cái phễu. Cái phễu hả? Dạ. Cũng độc đó nha. Nếu như anh cuốn giống kiểu bánh tráng thì lượng nó chấm nó không được nhiều. Nó ngon bằng mình cuốn bằng cái phễu giống anh quang. À. À. Như thế này. Ủa này cũng ra cái phễu nè. Dạ. Nhưng mà nó lại là một cái hoa. Dạ. Wow, tuyệt vời không? Như thế này. Đấy. Wow. Dạ. À, anh Quang cũng ra một phiểu nhưng mà nó ra một cái hình khác.
giống một phiểu bỏ đựng đồ đây này, qua quay hai cái nữa quý vị. Em bỏ một miếng thịt vào đây đó. Ôi trời ơi. À, bây giờ nó làm xong nha, mình sẽ so sánh hai cái coi thử một cách làm tự nhiên của anh Quang và một cách làm của Duyên. Dạ. Cái nước chấm này, nước chấm. Em bỏ trực tiếp nước chấm vào đây luôn là nó nhiều nước chấm nó sẽ ngon hơn là kiểu mình cũng bánh tráng. Ồ, quay cảnh cảnh tí nè Thanh, đừng cảnh bằng cách mà anh Duyên làm nè. Dạ, bỏ một hạt tiêu. Một hạt tiêu này á, thì để cho nó thấm bụng. Còn hạt muối mình tùy theo khẩu vị của mình ăn đậm vị hay mình bỏ thêm mặt muối. Bỏ thêm. Dạ, ớt xanh. Dạ, ớt xanh bên đây ạ. Anh giúp em lấy cái. Bỏ trái ớt nữa hả? Đây. Sẽ như thế này ạ. Wow. Đây thưa quý vị, đây là xong xuôi rồi hả? Xong rồi, bây giờ chúng ta ăn. À, cái này là phát từ từ anh của anh đói lắm rồi. Đợi tí anh Quang ơi. Ra coi cái hai cái đó, bây giờ chúng ta sẽ chấm điểm một cái của anh Quang làm và một cái của Duyên làm. Thưa quý vị, đây là của anh Quang làm theo cách tự nhiên, tức là làm có phiểu trước, xong rồi đó bỏ rau trộn vô. Thì cũng là như vậy, công thức như vậy, nhưng mà cách sắp xếp của một người gọi là nghệ sĩ đó. Duyên thưa quý vị, nấu ra hình là một cuốn hoa à, thì theo quý vị, cô chú anh chị mình, các bạn mình thì giữa hai cái này ăn cái nào ngon hơn đó thì để lại bình luận bên dưới nha. À, bây giờ thì Duyên có thể là mình chắc Duyên thưởng thức nhờ. Dạ, em mời anh trước nha. Mời anh hả? À, anh chưa lần ăn lần nào đúng không? Đúng rồi, chưa ăn. Dạ em sẽ mời anh. À, cũng như là khách mời ở đây. À, nhưng mà trái ớt thì anh ăn không được rồi đấy. Ăn được đấy. Mình không ăn, không ăn được thì mình gỡ ra ạ. À. Nhưng mà anh ăn cùng với cái này thì nó sẽ không cay đâu. Ồ dạ. Cay nhiều à. Ok, nhưng mà thôi, anh không dám thưởng thức ớt. Thôi đi, mình anh mời em thưởng thức nè. Ồ, cạn. Cạn ly. Là ngộm một ngộm hết luôn ha. Dạ. Kiểu như vậy luôn đấy. Anh phải bỏ vô miệng ăn một lần luôn. Nên là em chỉ dùng lá non là như thế. Ăn nó rất là ngon. Những cái hương vị của lá quyện vào nhau, nó có thính, nó có tôm, nó có thịt ba loại, nó có cái cây cay của tiêu, cây cay của cái ớt xanh, ăn rất là ngon. Kính mong tất cả các bạn ở trên trường ghé thăm Gò Đá Ốc Cân ở Con Tum. Thưa quý vị, cái này anh Quang không phải là nói quảng cáo nha, tại vì anh Quang á, anh là người dân ở đây, anh hay ăn ở đây. Ở đây quán này có đặc trưng riêng, thành ra là anh tới và anh nói Trung ơi tới đây ăn đi. Đó thì chúng anh cảm nhận đó, đúng là gỏi rau thì nó hầu hết cái hương vị toàn là gỏi rau hơn. Cái mình ăn mình cảm nhận cái hương vị rau nó nhiều hơn về những cái món thịt hay là tôm gì mà Duyên vừa bỏ vô á. Thì cảm nhận rau nó nhiều hơn đó. Bây giờ làm giờ Duyên có thể làm lại một cái gói nữa được không? Dạ. Có thể làm nhanh không còn phải review nữa. Dạ. Để cho mình xem lại nha, xem lại cái gói đây, Thanh. Tức là gói rau là một nghệ thuật đấy. Đây là hay là mỗi lần làm mình có thể là mình biết cái loại rau khác nhau để cho nó ra một cái và là tùy sở thích của mỗi người ha. Dạ. Duyên ha, giống như là người ta thích ăn cái gì thì thứ gì là có thể là mix vô để tạo thành một cái gì đó đặc riêng của mình. Nhưng mà cái lá to là nằm ở dưới đây Duyên ha. Wow, đẹp quá, cái này giống hoa hồng quá nha. Đấy. Là gỏi rau thì cái hương vị nó sẽ là đa số là cái mùi rau là chính. Như thế này ạ. Wow, đẹp quá. Quang làm lại rồi kìa.
cái món này thì cái này là chắc là để cái này là mời Duyên dùng cái món này nha, để rồi xong ra đó thì có thể là cho mình cái cảm giác để cho mọi người hiểu hơn về cái món này ăn như thế nào. Dạ. Cái này em sẽ ăn ớt một lần luôn. Có ớt luôn quý vị nha, nguyên ớt. Dạ. Mỗi lần mình phải mix khác nhau nha. Đó. Cái độc lạ lúc nãy là chỗ Duyên mình gói lên một cái, sau nó lại là thành một cái như là giống cái bông hoa nha. Anh Quang sao anh Quang? Rất là ngon. Dạ. Dạ. Mùi tôm, mùi thịt, mùi thấm, mùi mẻ, những hồng viện cùng ở rau, thêm chút xíu ớt cay, rồi xíu muối mặn, y như hương vị của sống vậy. Là mình cảm nhận khác nhau, tại vì nó đã rất là đa dạng, như trong này rất là nhiều cái khác nhau. À bây giờ là giờ mình nói sơ qua cái Duyên ha, tức là dạ. Đây là cái món này là món gì? Dạ, cái đây là mẻ, gọi là nước chấm mà. Cái này em làm từ bỗng rượu, thịt tôm, nước trứng. À. Còn cái này là gì? Dạ, cái này là bì ạ, gọi là thính. Bì thính. Dạ. Cái này là thịt tôm. À, thịt đây là cái món đây là chung với nó để cho nó đậm đà hơn về cái dạ. Gia vị. À, thưa quý vị, có thêm một số món mà khi mà Trung gõ đây á. Muối, anh có nghe nói muối kiến là... Muối kiến với bò một nắng. Bò một nắng chấm muối kiến. À. Là cái món nó chưa có đây phải không? Dạ. Rồi đây là gọi là gà gì em? Cái này là gọi là gà nướng mà ớt xanh. Gà nướng muối ớt này vẫn thầy ớt này phải không? Dạ. À, đặc biệt ở đây có một cái món... Cơm lam. Cơm lam ạ. Dạ, cái món này quý vị. Cái món này trong hội chợ giờ rồi mình thấy nó đã phổ thông khá là nhiều nè. Là cơm lam. Cái này là em lột ra cho người ta ăn. Dạ. Cái này nó còn nóng là em phải bóp để cho nó sát ra ngoài, xong sau đó là em kéo cái này, tại vì em đã gọt lớp vỏ ngoài. À rồi. Mình phải vặn như vậy hả? Vỏ ngoài là nó sẽ là cái ống tre à, nó màu xanh. Nhưng mà đây em gọt mỏng rồi, là mình chỉ kéo ra thôi. Đây, như thế này. Đó, xong rồi bắt ra. Ồ dạ. Cái cơm này thì nó có gì đặc biệt không so với cơm thông thường? Dạ, cơm này là nếp à. Nếp. Rồi nấu mình bỏ một ít gia vị riêng của mình và Yeah. Nó sẽ khác với lại cơm ở ngoài anh. Anh ăn thử cơm nha em đi. Anh bẻ một miếng nha. Dạ. Miếng. Cơm lam ở trên măng đen cũng khác, nói chung là mỗi người nấu một cách khác nhau. Là xong mình bỏ vô nồi mình hấp là sao? Nướng. Dạ không, cái này là em nướng, em bỏ trực tiếp, là em ngâm nếp ở ngoài rồi em bỏ trực tiếp vô trong ống tre em nướng. À. Lúc đầu là ống tre màu xanh đó anh, nướng lên, xong rồi bọt cái lớp vỏ ngoài đi để cho nó khỏi ấy, nó thẩm mỹ hơn, nó đẹp hơn. Mà mình vừa về, mình gỡ ra cũng dễ nữa. Mình nướng bằng bếp vậy em? Dạ đây em nướng hoàn toàn bằng than. Ồ, dạ. Dạ. Tùy theo khẩu vị, ví dụ anh thích ăn mềm thì nó dễ nhai á, do nó nếp thành ra nó dẻo. Dạ. Nhưng mà nó gọi là thơm đặc biệt, nó thơm vừa thơm nếp mà thơm cái mùi của cái tre nướng nè. Dạ đúng rồi, vừa thẩm thấu vô. Dạ. À, như vậy thưa quý vị, là trong cái bữa ăn mà ngay tại quán ở đây á thì là cái món chính là cái món gọi lá. Món gọi lá. Dạ. Và theo em thì ở đây là những cái món gì mà ngoài cái gọi lá này ra thì như gọi lá là chính đúng không? Khách vô là cái gọi lá là đầu tiên. Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì cái món nào mà khi mà khách đến đây là sẽ thường xuyên là gọi nhiều nhất? Dạ, ngoài gọi lá thì em còn có gà nướng cơm lam, bò một nắng chấm muối kiến, còn heo xông khói. Dạ, món đặc trưng ở đây À, đặc trưng ở đây, riêng ở đây. Dạ. Với lại ở đây cũng có xe cây chiên cũng ngon. Thường thường là ở Sài Gòn với lại ở Hà Nội á, tại em thấy là họ ngoài đó họ cũng có dùng thử rồi, nhưng mà nhà em thuyết phục thử ăn thử nó khác gì không,
thì họ lại thích. Wow. Dạ. À, rất là hay quý vị, hôm nay qua thì thưởng thức một cái món ăn nó độc lạ mà nó rất riêng, đặc trưng cái vùng Tây Nguyên. Và hy vọng rằng là một ngày đó thì quý vị của chú chị mình đến Con Tâm có thể thưởng thức cái món món gọi lá này. Dạ. Để cảm nhận được cái sự khác nhau đúng đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Trung cảm ơn em rất là nhiều nha. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Và cảm ơn em đã giới thiệu một món ăn mà rất độc lạ và có nhiều cái hương vị lạ duyên và lá rừng. Dạ. Và thưa quý vị là ở đây á, là lá rau là một trong những món ăn mà các bạn ăn kiêng là khoái ăn những món này để cho nó giảm cân giảm mỡ. Rồi cộng thêm là có thêm những chất mà nó giúp cho cơ thể mình tốt hơn. Đặc biệt là anh đặc biệt ấn tượng với cái lá này. Lúc nãy em giới thiệu lá là tên gì em? Hồng Ngọc. Dạ, Hồng Ngọc ạ. Là ăn vô là nó sẽ giúp mình dụ đau bụng, nó sẽ nó hỗ trợ điều trị đau bụng. Rất là hay nha. Dạ. Là vị thuốc nam nữa. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Em cảm ơn các anh. Rồi cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem. Rồi chúc em với lại quán luôn luôn phát triển, có nhiều bà con tới ủng hộ. Dạ em cảm ơn ạ. Em chúc các anh sức khỏe. Sẽ làm nhiều clip hay và hấp dẫn cho mọi người, hữu ích cho mọi người. Ừ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Rồi. Chào anh. Dạ. Em xin phép ạ. Rồi ok em. Cảm ơn em nha. Dạ.